Hello xin chào các bác. Trong video này sẽ giới thiệu cho các bác cái túi rất là nhỏ xinh ở đây, có tên là Moxie Top Tote Bag. Đầu tiên vẫn là màu sắc, cái túi này hiện tại đang có 4 màu: màu vàng, màu đen và màu xanh, màu đỏ. Tùy các bác nhu cầu, các bác dùng cái túi nào phối sao trên đồ hoặc cái sở thích của bác như nào, các bác có thể chọn cái túi theo đúng ý các bác. Thì mình sẽ lấy ra một cái túi đây. Mình sẽ lấy ra một cái túi này để mình demo hướng dẫn cho các bác. Trước khi hướng dẫn thì mình sẽ nói qua về cái túi này như nào một chút. Cái túi này nó được làm bằng vải EcoPark. Gần như phần lớn cái túi của Swift Industry từ năm 2023 trở đi đều làm bằng vải của EcoPark. Cái túi này có cái khóa chống nước, các bác nhìn nhá. Đây là khóa chống nước. Cái phần trên này có chống nước này. Tại vì sao? Đây có một cái gioăn cao su này. Các bác nhìn tất cả các khóa nào có cái gioăn cao su đây là đều có khả năng chống nước hết. Và đi kèm sẽ là cho ba cái sợi dây để các bác buộc cái này vào khung. Cụ thể nhau thì mình sẽ nói sau. Cái túi này có dung tích là hiện tại là 0,6 lít. Một túi rất nhỏ. Nó nằm ở phần trên của cái top tube ấy, ở cái dòng ngang ấy. Mình sẽ demo hướng dẫn cái túi này trên xe nhờ cho các bác. Nhưng các bác nhìn này, cái túi mình đang có một cái túi Hold Fast Half Frame ở trước và mình đây. Đây. Nếu như các bác nhìn này, cái túi nó nằm sẽ ở vị trí này. Đấy ạ. Nếu như mình có thêm một cái túi nữa đi với cái túi trên và túi dưới thì nó sẽ rất là đẹp về thẩm mỹ. Và thứ hai, nó sẽ tăng cái khả năng chứa đồ cho các bác thêm một chút. Đi kèm cái túi này thì hãng cho thêm ba cái dây nhỏ như này này, thì để bắt cố định 3 điểm cái túi này vào cái trên khung của các bác. Ở đây là cái phần trước nhá, mình gọi là phần trước, thì nó sẽ có hai cái vị trí luồn dây. Tùy vào chiều cao của phần cổ các bác như nào thì các bác có thể luồn dây vào đấy. Cái chiều cao của cổ này của mình thấp nên mà mình sẽ cho vào vị trí dưới. Sẽ tiếp theo sợi dây, các bác để ý này. Mình sẽ tính nếu như các bác nào mà dùng cái khung các bác muốn ở cái túi ngang ở dưới, túi khung ở dưới nó vẫn còn chờ một cái khe để các bác đút qua ấy, thì các bác tính đút luôn qua cả hai cái luôn cùng với nhau. Nghĩa là cái dây nó sẽ lòng qua túi trên này và nó đi qua cả túi dưới này nữa thì nó giữ cho cả hai cái chắc hơn. Đây, mình sẽ cho đi qua cả hai túi luôn. Đó, nên nó vừa tăng cái tính thẩm mỹ, thứ hai là nó sẽ giữ được cái này chắc hơn. Khi đó các bác phải luồn dây giấu ở dưới cái này đẹp này, che nó đi. Đấy, như mình luồn qua. Đấy, đây là xong một cái chốt này, còn một cái chốt nữa mình sẽ cho bố trí đoạn dưới này. Rồi, sau khi mình đã bắt cả 3 điểm vào thì mình sẽ chặt cố định lại cái đầu cho nó chặt. Đó, các bác cứ cố định lại cái dây cho nó chặt nhất có thể. Cái túi này khi các bác đi các bác có thể dùng một tay vẫn có thể mở được cái túi này ra. Đóng lại, một tay mở một tay đóng, không có gì khó khăn cả, có thể vừa đi vừa lấy được. Cái này có thể để cái gheo ăn ở dọc đường. Đó, rất đẹp. Đây các bác nhìn này. Mình mới dùng có hai cái túi thôi mà cái xe nhìn nó đã trông rất là hài hòa. Nếu như các bác dùng thêm cái túi ống ví dụ đây. Đó các bác nhìn này. Đó, tổng thể là các bác để được rất nhiều, 1, 2, 3 cái túi. Và cái sự tùy biến của nó cực kỳ cao. Và cái túi này đang được bán ở trên web của Swift Industry với giá 60 đô. Nhưng bên mình bán sẵn tại đây với giá chỉ 1,4 triệu và free ship cho các bác luôn. Giá trên web 60 đô, chưa có ship đâu các bác nha. Giá đó tại Mỹ thôi. Các bác làm nhu cầu liên hệ bên bypacking.vn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.